lịch sử, có hay địa điểm hay là... Nhân vật lịch sử. Nhân vật lịch sử à? Có công dân lớn trong... Cái gì đây? Cảm ơn. Không. Lại, lại. Lại, lại. Lại, lại. Chưa là hết. Lại, lại. Nói chung là không liên quan đến cái đó đâu à? Này, này. Này, này đúng không? Này, này. Tha thối rồi, thối rồi. Tôi đừng nói mình đến cả tàu dừng tàu chạy xuống hết bây giờ. Cán tên là Phương, nhưng mà có bắt đầu một lần không? Không. Ai qua? Nhân vật lịch sử. Lên lên cán. Khó không? Đây là có phổ biến không? Khó, nói chung là khó. Phổ biến. Nhưng mà trên tàu chắc chỉ có một người tên đó không đó thôi. Nó muốn nhân vật lịch sử. Lịch sử. Đúng. Có ảnh hưởng rất lớn. Đấy. Rất lớn. Hà Nội. Thời nào? Không biết thời nào. Nơi. Trong chế độ phong kiến. Trong chế độ phong kiến. Nhân vật thì chắc là cái khoảng 1.000 năm trước ấy. Ông ấy nổi tiếng cái đêm 1.000 năm trước ấy. Không phải. Thế là ổn à? Hơn 1.000 năm trước rồi. Trương Đào à? Này, thử cho quả táo đi. Anh tên là công quả đấy. Công táo cho mình ra đấy. Không, nhưng mà công quả còn siêu hơn đấy. Cái gì công quả đấy? Rất là giỏi. Quân đồng. Công quả. Không được. Công quả. Đặt công quả. Tên họ cả họ cả tên là có đặc biệt cả ba cái không hay là chỉ có tên? Anh cứ nói là cả họ cả tên ra. Tên của mình giấu. Tên Lý Công Quẩn. Đây là Lý Công Quẩn. Công Quẩn đấy. Anh cứ tự tin lên, không sao đâu. Cái kia là xấu rồi. Anh yên tâm là có mấy cái tự tin rồi. Mình tự tin biết xấu rồi. Oẩn không. Xấu rồi biết thật đâu. Không cần thật đâu. Mày ăn ổn làm gì cả. Xấu lạ. Đã bảo là cái ghế này mới đẹp. Đâu nó chật đâu, nhưng mà chật đẹp.